Duy vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều, nhưng đa số toàn là quán nhậu. Ủa tại sao quen quán nhậu? Thôi. Đâu rồi? Dạ, bên này anh ơi, bên này. Xin chào. Xin chào anh. Tôi thấy vỗ tay quá, tôi không dám mở mắt ra. Để tôi cảm nhận coi đây là chàng trai phong độ, đẹp trai, ăn mặc sang trọng. Ui, sao vậy? Hả? Mời anh ngồi. Gì vậy? Dạ. Linh? Ê, ê, ấn tượng nha. Dạ. Tóc này tóc ta gọi là tóc gì? Bơm ngựa. Bơm ngựa. Vậy đúng vậy? Không? Anh tên là gì? Em là Trần Văn Lộc. Làm nghề gì? Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 26 tuổi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, em tên là Tuyết Nga. Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988. 88 là 26 luôn. Dạ. Rồi, bằng nhau. Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Dạ. Của công ty nào em? Dạ, công ty thủy sản. Ừ. Sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả? Dạ, tại ai cũng nói giống chị đó. Tại xinh quá mà không có bạn trai. Dạ, tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa. Mình theo đuổi lại người ta. Nó sợ quá, nó chạy chị ơi. Chạy cái gì chạy, mình chẩn nó lại. Chạy không có kịp. Phải giảm cân. À, mình nó mập phải không? Có đâu. Em nghe em thấy có vẻ là tròn chỉnh như vậy. Tròn chỉnh không? Em thích người tròn chỉnh không? Thì không vấn đề gì. Chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi. Tại sao? Tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em ấy là em đi tập gym. Cũng thích tập gym chứ sao đâu. Không vấn đề gì. À, em là quê ở đâu? Quê gốc của em là ở Bắc Giang ạ. Và thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 1 năm. Trước đó thì em sống ở Hà Nội. Với con người của em thế này, với cách giao tiếp thế này, với cái nghề như vậy, anh nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu. Người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á, đi đến đâu quen đến đó, quen hết con này con kia. Em đồng ý. Em có như vậy không? Em đồng ý với cái suy nghĩ đó. Thế nhưng mà thực tế với em thì nó lại ngược lại. Tại sao người ta như vậy, em lại không như vậy? Em vào mới Sài Gòn có mới 1 năm anh ạ. Mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc. Bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả. Một mình bươn chải. Nhưng bây giờ em đã ổn định chưa? Dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn. Có định lấy vợ Sài Gòn không? Sau khi mà em xem xong cái bộ phim Lấy Vợ Sài Gòn và em đã cố gắng học theo như thế. Tuyết, từ trước giờ đã có bạn trai chưa? Dạ có. Nó không có là không đúng. Mà quen đi bạn trai đã được bao lâu? Mối tình đầu tiên của em á, em thích người hàng xóm của em. Bởi vì anh đó rất là giỏi, ngoan, hiền. Ngoan với em hả? Ngoan với mọi người, lễ phép với mọi người. Tại sao chia tay? Không, cái đó đơn phương chị ơi. Cái mình em thích. À, mối tình có một bên thôi. Dạ. Hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không? Có. Lúc em học du lịch á, có mối tình. Nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay ạ. Còn bây giờ là mục đích là tìm người yêu hay là tìm chồng? Cả hai luôn chị. Bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không? Cũng phải 1-2 năm đấy chứ chị. Ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao thì được? Thì mình phải hỏi mới biết được chứ. Hỏi cho bên kia bằng nam từ từ lấy, không lẽ gặp lấy liền? Dạ. Đúng không em? Em thấy như thế là hợp lý. Ừ. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Theo em tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy? Nhanh thì là 6 tháng. Còn lâu? Cái đấy hên xui. 6 năm. Bên kia đã có mấy mối tình rồi, còn em trải qua mấy mối tình? Thì em chỉ có 2 mối tình. 2 mối tình ở ngoài quê Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh? Không, ở Hà Nội anh ạ. Như vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều, nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ. Ủa tại sao quen quán nhậu? Đặc thù công việc của em nó là như vậy mà. Đi nhậu là quen, nghĩa là chưa có tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không? Dạ vâng ạ. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Hạnh phúc chỉ có được khi đi từ hai phía. Hai phía, còn dạ. Mình không yêu đơn phương. Dạ không, chắc chắn là không. Cho nó đỡ khổ đúng không? Em có thích người bạn trai của mình nhậu không? Bên kia nói là quen nhiều bạn nữ toàn ở quán nhậu. Nhậu vì công việc thì không sao. Em có biết nhậu không? Dạ một ít. Uống được mấy chai? 3 chai. 3 chai. Bên kia bạn trai uống tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai? Cũng là tăng 1, tăng 2 và thêm một số tăng nữa thì cỡ khoảng 1 phép trở lên. Rồi vì sao bây giờ hai người đi nhậu bên đây 3 chai xỉn, bên kia còn ngồi uống tới 1 phép rồi tính sao đây nha? Nhưng mà thưa chị, đó là vì công việc thôi chứ thực ra em chẳng muốn như thế. Không sao cả, nhậu vui thôi mà, nhưng đừng có nhậu nhiều. Dạ vâng. nó hại sức khỏe ha. Dạ. Em muốn người yêu của mình phải ngoại hình thế nào và tính tình thế nào? Tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản, cao trên 1m6, chỗ đo 3 vòng phải có sự chênh lệch. Cái gì, 3 vòng sao? Nghĩa là vòng 1, 2 mấy, vòng 2, 7 mấy, vòng 3, 9 mấy. Em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi. Mà chứ không phải là bằng nhau đúng không? Dạ vâng. Hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á, cao 1m6 mà đơn giản. 3 vòng phải có số đo cách biệt. Nhưng mà đơn giản cái gì? Đây, chứng đơn tôi giản. Sao chị? Ý cũng đẹp trai. Cảm ơn chị nhiều đó. Tự tin quá, tự tin quá. Cái mẫu người của em
Em có nghĩ rằng giống diễn viên như chị Cát Tường này kia không? Hỏi tôi làm chi vậy, tao ta chặt tôi hả? Anh nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em là người thứ ba khen chị. Chị thấy em rất là tự tin, rất là lanh lẹ, rất là hoạt bát. Kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc rất là nhiều. Ông thường thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ. Dạ. Này lanh quá, tôi nghi ngờ lắm, tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha. Trời đất ơi, tự nhiên ta khen khen qua khen lại. Ủa, đâu phải ta khen tôi là tôi phải khen lại đâu ha. Bộ này không có công bằng vậy. Không công bằng, đúng rồi, anh thấy cũng vậy, kỳ cục quá à. Không. Vậy tự nhiên chê ta là sao? Đâu có chê. Con người ta đàng hoàng, tự nhiên nông dân. Trời đất ơi. Đẹp à nha. Đẹp à, xinh à, giống diễn viên à. Này giống ai ta, để coi giống diễn viên nào nữa nè. Ngô Thành Vân á anh. À, Ngô Thành Vân, tự em nói nha. Giống Ngô Thành Vân đó. Còn em cảm giác em giống ai? Chưa một người nào nói em giống người Việt Nam. À, nói em giống châu Phi hả? Có lẽ là vậy. Bởi vì là khi đi ở ngoài đường á, em hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện. Phụ tùng phụ kiện là sao? Chẳng hạn như mình đội thêm cái mũ. À. Đeo thêm một vài cái trang sức. Tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức. Ủa, kỹ sư xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy? Tôi hơi điều điệu chút có sao đâu. Thôi bây giờ hai người gặp nhau đi, tôi thấy là được rồi đó. Rồi. Kéo màn lên. Cẩn thận nha. Anh thấy được. Dạ. Rất là dễ thương, quan trọng cách nhìn của em thôi. Đơn giản thôi. Em nghĩ đơn giản là ok đấy. Thấy tóc bùm ngừa chưa? Anh nói chuyện rất là lanh. Tại sao anh chưa có người yêu, em không có tin được á. Không ai tin điều đó. Chỉ có mình anh biết là như thế được à? Chỉ có mình chị Tường biết là quá trời người yêu. Quan trọng là em có tin hay không thôi. Còn những người khác không quan trọng. Anh nghĩ anh Quỳnh Linh nói đúng. Em mới gặp anh có 2 phút mà, em có biết có tin được hay không? Anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai. Mà em cua gái nhiều lắm nè, quen. Tôi nói rồi, lại không chịu. Đó, em nói anh không chịu. Có một vấn đề nó hơi nhỏ đây, đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping. Đi shopping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình, nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phấn đấu sẽ là 2 mình. Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? Cái đấy hết tôi thì à. Chúng ta còn 30 giây nữa. Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ. Thì nó hết, phải hết chứ giờ sao anh? Ta sẽ có 3 khắc. Sau 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Cơ hội chỉ đến một lần, duy nhất. 1 2. Có hẹn hò hay không hẹn hò, chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn. Có giải thưởng của tôi Toshiba. 3 3. Hết thời gian. Tôi tưởng đâu hai người không ai bấm hay gì là chờ. Hai người cùng bấm. Hết thời gian, hai người cùng bấm. Có lẽ rằng thần giao cách cảm. Mà sao bấm chậm quá vậy em? Em bấm rất là nhiều lần, nhưng có lẽ là do cái nút đó chứ. Tại vì bấm một lần thì nút nó mới vô. Em bấm thì nó bung ra rồi. Lanh quá. Còn em sao bấm chậm vậy? Em đang suy nghĩ. Nếu như lỡ mai em bấm, không bấm mà hết thời gian, em có hối hận không? Vậy là duyên chưa tới. Đúng rồi. Ai cũng nói chuyện duyên chưa tới, nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận. Tại sao có cơ hội mình không nắm lấy? Chúc mừng các bạn đã nắm lấy đúng cơ hội đó. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn. Chúng ta sẽ chờ một xíu đến vòng quay may mắn.